Xin chào các bạn nha. Thì trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa nữ giáo viên trường trung học phổ thông Dị Thanh và nữ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú Him Lam, tỉnh Hậu Giang. Đây là trận đấu tứ kết bóng chuyền hơi nữ. Và đây là giải bóng chuyền hơi nữ giáo viên chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Từ đầu mùa giải đến nay thì đội bóng của trường trung học phổ thông Dị Thanh đã thắng 4 trận liên tiếp. Và đây là trận đấu thứ 5. Hy vọng thì giáo viên nữ của trường phổ thông Dị Thanh sẽ tiếp tục thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Và sau đây là hiệp 1 trận bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội bóng, nữ giáo viên trường trung học phổ thông Dị Thanh và nữ giáo viên trường trung học phổ thông Him Lam, phổ thông dân tộc nội trú Him Lam. Dị Thanh dẫn trước 1-0. Số 1-1. Tỷ số 2-1 liên về nữ giáo viên trường Dị Thanh. Tiếp tục, tỷ số được nâng lên 3-1. Dị Thanh đang dẫn 3-1. Tỷ số là 2-3, Dị Thanh 3, Him Lam 2. Tỷ số là 3-3. Tỷ số là 4-3, Dị Thanh 4, Him Lam 3. Tiếp tục, tỷ số là 5-3, nghiêng về Dị Thanh. Thank you.
tỷ số được nâng lên 5-4, Chị Thanh 5, Đinh Lam 4. Được nâng lên 6-4. Tỷ số được nâng lên 5-6. Tỷ số là 7-5, Chị Thanh 7, Kim Lan 5. Kim Lan 6, Chị Thanh 7. Điểm số cho Chị Thanh 8-6. Tỷ số được nâng lên 9-6, Chị Thanh 9, Kim Lam 6. Chị Thanh 16. Kim Lam hỏi ý. Trận đấu tiếp tục. Cho Kim Lam 7-10. Điểm cho Kim Lam 8-10. Điểm cho Chị Thanh 11-8. Điểm cho
9, 11. Đếm cho chị Thanh, 12, 9. Thanh 13-9. Đến cho Hiền Lam 10-13. Điểm Dị Thanh 14-10. Điểm cho Dị Thanh 15-10. Cho Hiền Lam 11-16. Dị Thanh 17-11. Đến giờ Hiền Lam 12-17.
cho vị thanh 18, 12. Thanh 20. 20 12. Thank you.
25-22. Là 16-23. Kết thúc hiệp 1, nữ giáo viên Thị Thanh thắng với tỷ số là 25-17.